Thưa quý vị, sau gần 2 ngày làm việc 6 và 7 tháng 7, với tinh thần nghiêm túc trách nhiệm, Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Long An lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đến dự có Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Văn Quý, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Phạm Huy Sơn, cùng 150 đại biểu chính thức. Nhưng kỳ qua, công đoàn viên chức tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Nhân dịp Tết Nguyên Đán và Tháng Công Nhân, công đoàn viên chức tỉnh đã tặng quà cho gần 550 trường hợp đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, phối hợp bàn giao 19 căn nhà máy ấm công đoàn, hỗ trợ đột xuất 22 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn và không may mắc bệnh hiểm nghèo từ nguồn quỹ tấm lòng vàng với tổng số tiền là hơn 830 triệu đồng. Ngoài ra, qua các phong trào thi đua đã có gần 1.540 sáng kiến cải tiến trong quản lý, công việc chuyên môn và ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh Long An lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 15 ủy viên. Dịp này, Công đoàn viên chức tỉnh Long An tặng giấy khen cho 5 tập thể, công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2023.